Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin giá một năm giảm án hơn 8 tỷ đồng. Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình là bậc thầy về chiêu làm tiền. Quan chức của nhà nước Cộng sản Việt Nam ai cũng giàu, và vì tham nên mới giàu và rất giàu. Vì tham dẫn tới đường hối lộ, mà hễ có cơ hội là họ làm chính sách, dập toa với gian thương kiếm tiền núi. Ai cũng rất nhiều tiền, biệt phủ, xe sang, đưa con đi du học là chuyện rất đơn giản với những quan chức ủy viên trung ương. Các quan chức Cộng sản Việt Nam thịt dân để kiếm tiền là chuyện bình thường. Nay đồng chí chưa bị lộ lại thịt đồng chí đã bị lộ là một kiểu kiếm tiền rất dã man. Tuy họ xưng với nhau là đồng chí nhưng chẳng ai đồng chí hướng với nhau cả, mà tất cả trong họ đều mưu cầu riêng cho bản thân, chỉ có quyền và tiền là trên hết thôi. Đây là hình ảnh giá cho sự giảm án. Vào ngày 22 tháng 6 kết thúc phiên tòa xét xử ông Nguyễn Đức Chung, kết quả là ông Chung được giảm 3 năm tù. Tòa phúc thẩm giảm từ 8 năm xuống còn 5 năm. Tại tòa án cấp cao Hà Nội, phía cầm cán cân công lý đã nói rằng đủ cơ sở chứng minh ông Chung đã hậu thuẫn bật đèn xanh cho Giang thực hiện các hành vi phạm tội. Ông Chung kháng cáo, liên tục kêu oan nhưng cuối cùng cũng thừa nhận sai phạm. Đây là lời lý giải cho nguyên nhân giảm án. Tuy nhiên, những gì diễn ra bên trong nó không phải là như vậy, mà là được mua bằng tiền mới có sự giảm án, và rất nhiều tiền. Cái giá để được giảm án là bao nhiêu là câu hỏi được đặt ra. Cũng trong ngày 22 tháng 6, báo chí cho biết ông Nguyễn Đức Chung nộp đủ 25 tỷ là nói để khắc phục hậu quả, nhưng thực chất đó là mua án. Người đứng đầu tòa án cấp cao là Nguyễn Hòa Bình, ông này đã từng ép oan Hồ Duy Hải phải chết vào năm 2019. Cùng với bản án trước đó trong vụ chiếm đoạt tài liệu mật liên quan đến công ty Nhật Cường, ông Chung phải chịu hình phạt là 10 năm tù tổng cộng. 25 tỷ cho 3 năm giảm án. Vậy là Nguyễn Đức Chung đã mua cho ông mỗi năm giảm án là hơn 8 tỷ đồng. Một cái giá rất cao. Tuy nhiên, với ông Nguyễn Đức Chung thì có thể con số đó hơn 1 triệu đô không phải là quá lớn. Xẻ thịt được những đồng chí lắm tiền thì cố gắng mà xẻ, chứ xẻ dân nghèo với con số như vậy thì phải rất đông mà lại dính tai tiếng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm sau khi chi ra tới 25 tỷ. Cùng tội danh với ông Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty thương mại dịch vụ Arctic, được giảm từ 4 năm 6 tháng tù còn có 3 năm tù. Nguyễn Trường Giang đã nộp hết 7,1 tỷ đồng, nghĩa là mua một năm giảm án hết 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Võ Tiến Hùng, cựu tổng giám đốc công ty thoát nước Hà Nội cũng được giảm từ 4 năm tù còn 30 tháng tù. Võ Tiến Hùng đã nộp 4 tỷ đồng. Tính ra ông này mua mỗi năm tù giảm án là hơn 2,5 tỷ đồng. Tất cả đều có cái giá của nó cả. Ngành công an và ngành tòa án ở Việt Nam thì không ai xa lạ gì. Mục đích của nó là để bảo vệ chế độ. Những ai bất đồng với chế độ, công an sẵn sàng chụp mũ và bắt người. Sau đó tòa án xử họ với những bản án bỏ túi. Những người này dù có chạy trọt bao nhiêu cũng không được giảm án, trừ khi gật đầu làm tay sai cho họ. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình. Ngoài chức năng bảo vệ chế độ ra thì họ không cần phải bảo vệ công lý. Ở Việt Nam án oan thì đầy ra, mà có ai kêu oan được đâu. Và những bản án nhẹ không tương ứng với tội danh bị cáo thì cũng rất nhiều. Bởi những bị cáo mà không phải là tù nhân chính trị thì đều có thể dùng tiền để mua án, mua từ viện kiểm sát đến công an và cả tòa án. Với con người như Tô Lâm và Trương Hòa Bình thì hai người này đã đưa ra trò làm tiền ngành công an và ngành tòa án lên một tầm cao mới. Tất cả những bản án có giảm án đều có cái giá của nó. Cái do đó tù thuộc vào tội nặng hay nhẹ và tùy thuộc vào túi tiền của bị can hay bị cáo đó nữa. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bất lực trước bà Phương Hằng, Phan Văn Mãi khai thông bế tắc bằng chiêu cùn. Bà Nguyễn Phương Hằng đã livestream phát truyền hình trực tiếp luôn thủ bằng chứng. Đấy là đặc điểm của bà mà suốt năm 2021 không ai có thể tấn công được bà Hằng. Tuy bà Hằng nói nhiều, nói khó nghe, nhưng đa phần những gì bà bóc phốt là sự thật. Việc bà bóc phốt với ông Phan Văn Mãi cũng tương tự,
Tuy nhiên, bà vấp phải một thế lực chính trị quá mạnh mà lẽ ra bà không nên tấn công vào. Ở chế độ này không có công lý mà chỉ có cái lý của kẻ mạnh. Ông Phan Văn Mãi hay bất kỳ quan chức nào đều có những điểm đen mà họ rất sợ bị bóc ra. Khi bà Hằng xướng tên ông Phan Văn Mãi trên livestream thì lập tức ông này phải bắt bà thật sớm để tránh hậu họa. Và thực tế sau 2 ngày là bà Nguyễn Phương Hằng đã bị bắt giữ. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi khi còn làm bí thư Bến Tre. Vào ngày 24 tháng 3, bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt vì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Theo khoản 2 của Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Theo luật, bà bị tạm giam 3 tháng để điều tra. Tuy nhiên, đến nay đã hết 3 tháng, nhưng việc điều tra của cơ quan cảnh sát Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa xong. Mới cách đây 4 ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã ôm hết hồ sơ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng giao cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Vào giữa tháng 4 năm 2022, vì thấy Phan Văn Mãi làm cho mất mặt vì Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt bà Hằng trong khi hành động được cho là có cấu hình tội phạm của bà diễn ra tại tỉnh Bình Dương. Vì thế, ông Võ Văn Minh mới cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, cũng theo Điều số 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung vào năm 2017 để điều tra. Thế là sau hơn 2 tháng, Công an tỉnh Bình Dương đã lập nên một đống hồ sơ về bà Hằng rồi lại giao cho phía Thành phố Hồ Chí Minh. Với việc làm công khai, không hề giấu giếm, 3 tháng và cả hai cơ quan điều tra vẫn chưa xong làm người ta đặt nghi vấn rằng. Với lại khởi tố bà Hằng theo Điều 331 được nhiều chuyên gia luật cho là chớt quất, tức là không ăn nhập gì với tội của bà Hằng cả. Nó rất mơ hồ. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng bị giam thêm 2 tháng. Bà Nguyễn Phương Hằng không phải là dân tay ngang. Bà là chủ doanh nghiệp lớn và thường làm việc với luật pháp nên không có chuyện bà dễ bị buộc tội. Đó là điều có thể dễ dàng suy luận. Đã 3 tháng mà không kết luận được hồ sơ là cho thấy ông Phan Văn Mãi có phần bất lực trong trò chơi quyền lực này. Ông Phan Văn Mãi cho bắt bà Hằng vì sợ. Điều đó ai cũng thấy rất rõ. Ngay cả Nguyễn Xuân Phúc cũng đang cố gắng che đậy những vết nhơ mà do người nhà đã lợi dụng tên tuổi của ông để trục lợi. Thì ông Phan Văn Mãi cũng như vậy. Để che đậy những gì mà bà Nguyễn Phương Hằng có thể khui ra, ông Phan Văn Mãi buộc phải ép tội. Nếu bà Hằng chưa chịu nhận tội thì giam tiếp. Ngày 22 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ đã gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng. Việc gia hạn để điều tra là bình thường. Tuy nhiên, điều bất bình thường là ông Phan Văn Mãi đã vận động báo chí vào cuộc. Họ hùa với những nhà báo, những nghệ sĩ đã từng bị bà Hằng tố lên báo tấn công thêm vào bà Hằng. Và như thế là vào ngày 22 tháng 6, tờ báo Tuổi Trẻ đã đưa clip ca sĩ Vy Oanh và nhà báo Hàn Ni đề nghị khởi tố ekip giúp sức cho bà Phương Hằng. Và có thông tin Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là ca sĩ Vy Oanh, và bà Đặng Thị Hàn Ni đề nghị khởi tố ông Đặng Anh Quân, ekip của bà Phương Hằng. Đây là hình ảnh báo chí cũng tham chiến cùng Phan Văn Mãi. Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã dùng công cụ truyền thông hỗ trợ để tấn công mạnh hơn nữa vào bà Phương Hằng. Điều này càng khẳng định 3 tháng điều tra đã vấp phải sự khó khăn trong vấn đề buộc tội bà. Dùng truyền thông tấn công bị can khi chính quyền bất lực trong điều tra là chiêu quen thuộc của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiêu này gọi là chiêu cùn, nếu không muốn nói là chiêu bẩn.